chào mừng quý vị và các bạn, những người đang theo dõi chương trình Quân khu số 1 Thách đấu. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiền thân là Đội Tuyên truyền Việt Nam Giải phóng Quân, chúng ta cùng nhớ tới những dòng hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng có nhắc lại những câu hát mà đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân đã hát khi ấy: cờ giải phóng phất cao, mau thẳng tiến, trời phương Nam dân chúng đang ngóng chờ. Và với một nhiệm vụ là trong vòng 1 tháng phải lập nên những chiến tích đầu tiên, thì đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân đã đánh trận phai khát và Nà Ngần, gây những tiếng vang rất là rực rỡ. Và những truyền thống ban đầu của một đội quân chỉ có 34 người ấy, ngày hôm nay thì Quân đội Nhân dân Việt Nam của chúng ta đã lớn mạnh với nhiều binh chủng, quân chủng. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau theo dõi chương trình Quân khu số 1 Thách đấu với sự tham gia của đội tuyển binh chủng sẽ là đội tuyển bắt đầu ngày hôm nay của chúng ta. Đây là sự kết hợp của 6 binh chủng, gồm có binh chủng đặc công, binh chủng pháo binh, binh chủng tăng thiết giáp, binh chủng hóa học, binh chủng thông tin và binh chủng công binh. Với sự tham gia của bộ đội biên phòng ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy có sự đóng góp của một chú chó nghiệp vụ. Chú chó nghiệp vụ tên là Bo Ta, và dưới sự điều khiển của đồng chí huấn luyện viên Tạ Văn Lương. Đồng chí này đến từ bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh. Và đội tuyển ở binh chủng của chúng ta ngày hôm nay thì không có sự góp mặt của binh chủng pháo binh. Với nội dung thi đấu FPG9, việc lựa chọn các thành viên thi đấu chứng tỏ là họ đã có những cái tính toán rất là riêng ở trong đội tuyển của mình. Tuy nhiên thì bởi vì họ không cùng xuất phát từ một đơn vị mà từ các binh chủng hợp thành, cho nên là họ cũng có một cái điểm bất lợi so với các quân đoàn và quân khu khác, đó là có một cái thời gian được gặp mặt và lập tập luyện với nhau ít hơn là các đội tuyển khác. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng họ sẽ nhanh chóng khắc phục được cái bất lợi này để mà có thể lập được thành tích xuất sắc trong cuộc thi ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi. Đội tuyển của chúng tôi thì có lẽ là đặc biệt nhất trong số các đội tuyển. Chúng tôi được các vận động viên đến từ 6 binh chủng. Binh chủng thông tin, kịp thời chính xác, bí mật an toàn. Binh chủng pháo binh, đơn đồng quay sắt, đánh giỏi bắn trúng. Binh chủng tăng thiết giáp, đã ra quân là đánh thắng. Binh chủng công binh. Binh chủng đặc công. Binh chủng hóa học. Các vận động viên từ 6 binh chủng thì đều là các đồng chí có trình độ, kỹ năng tốt, cho nên là về kỹ năng chuyên môn của tất cả các binh chủng thì đội tuyển của chúng tôi đều nắm rất là chắc. Tham gia cuộc thi thì chúng tôi có tập luyện qua thể lực, chạy vật cản, vượt các chướng ngại vật để tăng sức bền. Đối với đơn vị của tôi là chuyên ngành đặc công bộ, đơn vị thì sở trường của tôi chính là võ và trình diễn. Vừa rồi thì tôi có tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng ở khu vực 2, thì đơn vị của đơn vị binh chủng thì đạt được chương trình xuất sắc. Đội binh chủng chúng tôi thì tinh thần đoàn kết và học hỏi rất là cao. Quá trình luyện tập các đồng chí rất là tích cực. Tham gia thi đấu ở trạng 1, chúng tôi cũng đã lựa chọn các đồng chí có sức khỏe tốt, có trình độ sử dụng các loại vũ khí trang bị thành thạo, đặc biệt là kỹ thuật sử dụng súng AK để tiêu diệt các loại mục tiêu bằng kim loại, đặc biệt là bia kim loại số 1. Những cái nội dung mà đội của chúng tôi đã tổ chức luyện tập và các vận động viên đã được lựa chọn thì chúng tôi tin chắc chắn rằng đội tuyển của chúng tôi cũng sẽ là một đội tuyển mạnh ở vòng thi này. Đội binh chủng vượt qua giới hạn, chinh phục đỉnh cao, quyết thắng! Các đồng chí cứ hết sức bình tĩnh, cố gắng quyết tâm, bảo đảm an toàn là được. Còn trong cái quá trình thi đấu thì đừng có tự tạo áp lực cho bản thân mình và các đồng chí đồng đội. Cố lên. 2, 3, 4. Không nhắc nhở gì thêm các số trong khẩu đội pháo này? Dạ không ạ, em không muốn tạo áp lực cho bất cứ một đồng đội nào của em. Cứ thế thi đấu thôi. Và đội tuyển binh chủng đang ở vị trí xuất phát chặng thi đầu tiên. Đồng hồ và thời gian thì đã về không. Và cá nhân tôi thì luôn tin tưởng đây là những cá nhân xuất sắc nhất được cử đi đến từ các binh chủng của chúng ta. Và hy vọng rằng sự xuất sắc này sẽ tạo nên một kết quả tốt cho đội tuyển binh chủng.
chó Bota đã xuất phát. Bota cùng với huấn luyện viên Tạ Văn Lương. Vâng. Đồng chí Tạ Văn Lương học khóa 8 đào tạo trình độ trung cấp từ trường Trung học Bến Phòng, và đây là một trong những đồng chí huấn luyện viên giỏi của khóa học. Và chó Bota thì đã theo đồng chí Lương từ ngày đồng chí tốt nghiệp cho đến bây giờ. Tôi thấy bước chân của đồng chí Lương tương đối dài. Có vẻ là đồng chí Lương cũng đã quan sát hai đồng chí trước thi đấu và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Việc lội qua vũng sình lầy nếu sử dụng bước chân dài thì sẽ tốt hơn là việc đã dùng các bước chân ngắn và nhanh. Khi chuyển động thì những cái đồng chí trước vận động, cái bùn ở dưới nó sẽ bị cầy lên và những đồng chí đi sau sẽ hơi thiệt thòi hơn một chút. Và chúng ta thấy Bota rất là lắng nghe đồng chí Lương. Sự nỗ lực tuyệt vời của hai thành viên của đội chơi. Vâng. Và dưới cái nắng gay gắt của khu vực Đông Nam Bộ này thì xuống nước một chút, có lẽ hy vọng các đồng chí của chúng ta cũng sẽ cảm thấy mát mẻ hơn. Nhất là đồng chí Cún, đội Cún nó thích nước. Nhưng cần nỗ lực hơn một chút nữa vì sắp sửa tới đích cầm cờ để ra hiệu cho đội binh chủng đang rất sẵn sàng để lao vào. Vâng, rất cố gắng đến từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đồng chí Tạ Văn Lương. Và bây giờ là đội tuyển binh chủng gồm có rất là nhiều những thành viên đến từ binh chủng đặc công, những đồng chí đặc biệt tinh nhuệ. Có vẻ như đội tuyển của binh chủng, khối binh chủng, đồng chí đã nghiên cứu rất kỹ cái đường vận động làm sao cho thuận tiện nhất. Đặc công lúc nào cũng phải tìm con đường hay nhất. Vâng, chúng ta có thể thấy là đội tuyển binh chủng của chúng ta men theo ven bờ. Vâng, ven bờ để cơ động. Đúng rồi, ở đó dễ đi hơn là ở khu vực giữa, nó sâu hơn. Nó sẽ phải vòng hơn một chút nhưng mà dễ đi nhanh hơn. Đúng là không hổ danh là đặc công, đồng chí quan sát rất là tinh tường. Chúng ta đang gặp gỡ với Lương Viết Xuân, đặc công, Trương Trường Thịnh, đặc công, Lê Thành Nhân, đặc công, Phạm Bích Khang, hóa học, Hoàng Văn Thái, công binh, trường Tăng Thiết Giáp. À, như vậy là các đồng chí đã bị sai đường cơ động rồi. Sai đường cơ động, vâng, rất là tiếc ạ. Đồng chí này là lên bờ khi chưa đến cái vị trí bất cờ của đồng chí huấn luyện viên báo thì sẽ bị trừ điểm. Vâng, vâng, sẽ bị tỉnh lỗi là cơ động sai đường. Cơ động sai đường quy định. Có bị trừ nhiều điểm không? Vâng, đối với lỗi cơ động sai đường quy định, theo tôi nhớ không nhầm thì ta sẽ bị phòng vào 1 phút ạ. Vâng, cộng 1 phút vào thành tích thi đấu khi cơ động sai đường quy định. Vâng, còn đây sẽ là Bota. Bota đã vượt qua vòng tròn lửa rồi, may quá, cảm ơn Bota. Bota sẽ tự xuống hào thôi. Vâng, rất là ngoan ạ. Đôi khi mình cũng buông chó ra để cho nó tự thì đó, cũng có những con nó bỏ qua. Vâng. Và những con nó lại vượt qua vòng lửa. Nên cũng rất hên xui. Có thể nói là học tài thi phận. Vâng. Còn Bota thì đã làm tốt, học tốt thì tốt. Học tốt thì tốt. Tốt, thì tốt. Tôi nghĩ là đặc công mà phải sử dụng SP-9 là cũng tương đối là gian nan đấy. Vâng. Vì đặc công là quen luồn sâu đánh hiểm mà. Đối với đặc công thường người ta sẽ sử dụng vũ khí là súng AK bắn gập ạ. Vâng. Để tiền trong quá trình chúng ta đi trinh sát và thực hiện các động tác gọi là bí mật, giữ bí mật để tiến sâu vào trong khu vực trận địa của địch. Một vũ khí của đặc công tôi nghĩ chính là bùn. Vâng. Họ phải đắp bùn lên để che giấu bản thân và họ cũng phải lợi dụng mọi địa hình địa vật nữa, sử dụng từ ngọn cây, ngọn cỏ để lẩn vào đó. Và bây giờ họ phải lộ thiên thi đấu một cách gọi là ngang ngửa với các đồng đội của mình. Với súng SPG-9. Hơn chắc mật, phải đến tới đây. Dạ lên cao, trung trung. Khẩu đội trưởng vừa hạ khẩu lệnh dùng súng đối với khẩu đội SPG-9 của đội tuyển khối binh chủng. Mình sai đấy, đi giá xong mình nó vào. Vâng, đối với đối đặc công thì có thể là súng này chúng ta chưa được sử dụng nhiều nên có thể thao tác chúng ta là vẫn chưa mượt mà lắm. Nhưng mà theo tôi quan sát thì đồng chí pháo thủ số 3 thì thực hiện động tác rất là tốt, rất là nhanh. Và sau đây là chỗ liên kết giả súng và thân súng của đội đặc công. Thì ở đây có thể là sự phối hợp của 3 pháo thủ chúng ta cùng thực hiện để nhanh nhất có thể. Và họ đã liên kết, sau đó mới cởi chiếc áo pháo.
Còn cái trên tay của đồng chí số 4 đang cầm vật gì vậy? Vâng, trên tay đồng chí họa sĩ số 1 là kính ngắm quang học ạ. Đồng chí có thể cho biết kính ngắm quang học mình sử dụng cách thức như thế nào không? Trên kính ngắm quang học chúng ta có hai hệ thống. Thứ nhất là kính ngắm bắn trực tiếp và hệ thống kính bắn gián tiếp. Thì đối với bài bắn ngày hôm nay, thường các đội chơi sẽ sử dụng là kính bắn kính ngắm trực tiếp, ngắm thẳng và bắn đâu trúng đó. Đối với súng sniper chính ạ. Lô cốt, mục tiêu đội 1, đã nổ. Đấy mục tiêu. Cự ly 100m. 400. Ngắm kính trước cửa bắn. Một phát, đáp đạn. Chỉ luôn đi, chỉ luôn đi, sao hai cao quá. Và người đang ngắm bắn là pháo thủ số 1, ông chị Phạm Vị Khang đến từ binh chủng hóa học ạ. Binh chủng hóa học liệu có thể sử dụng tốt SV-19 hay không? Dạ vâng, đối với binh chủng hóa học thì có thể là chúng ta chưa tiếp xúc nhiều, nhưng qua quá trình huấn luyện cũng như rèn luyện thì tôi tin tưởng đồng chí Phạm Vị Khang sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Vâng, khẩu súng đã được nạp đạn rồi. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả của đội tuyển binh chủng. Hai cao. Thật hồi hộp lúc này. Đúng rồi, còn nữa. Vâng, bằng tạc cân bằng bộ đựng ngang ạ. Nữa. Pháo thủ số 1 là đến từ binh chủng hóa học. Pháo thủ số 2 đến từ binh chủng công binh. Rồi, tí nữa. Đụng công binh, đụng tính chất đào. Vâng. Đào đất. Chính là pháo thủ số 2 đang chỉnh lại chân súng. Đang cầm chiếc búa đúng không ạ? Vâng. Thượng úy Hoàng Văn Thái. Rồi. Trung đội trưởng. Các bạn này. Đến từ binh chủng công binh. Một cao rồi. Và pháo thủ số 1 đang rất tập trung. Vâng, những giọt mồ hôi đang đổ trên mặt anh ạ. À. Vâng, dưới cái nắng gay gắt. Phạm Vĩnh Khang. Thao trường lúc này nắng gắt cũng là một thử thách đánh cho đội binh chủng. Một cao. Vâng. Phải hết sức tập trung và lúc này nhiệm vụ của pháo thủ số 1 và số 2 rất quan trọng. Cần nhanh hơn một chút nữa. Đồng đội sốt ruột lắm rồi. Vâng. 400. Sao lâu thế? Vượt bia rồi. Lấy cái này lên. Ngoài sự tỉ mỉ chính xác, chúng ta cũng cần phải nhanh chóng để chúng ta để không bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt địch. Nhưng mà phát đầu là đạn nổ mà, và lô cốt thì rất to cho nên chúng ta có thể bắn đại đi được không? Cái này chúng ta phải trông chờ vào pháo thủ số 1 xem ông chỉ sẽ xử lý tình huống như nào. Nắng như thiêu đốt trên thao trường, càng làm cho từng giây trở nên căng thẳng hơn. Vâng. Cố lên đội binh chủng, bắn đi. Đội binh chủng là đội tuyển thi sau, và sau khi xem kết quả bắn của các đội tuyển thi trước thì tôi nghĩ là đội binh chủng cũng đang có những áp lực nhất định. Và cái sự cẩn thận này cũng chính là thể hiện cái áp lực đó. Có đôi khi thì kết quả của các đội bắn trước nó sẽ là động lực cho mình cố gắng, nhưng ngược lại cũng có khi đôi khi nó sẽ lại là cái áp lực. Là chưa từng có đội tuyển nào bị trượt trong phần đầu tiên này. Có một đội tuyển, có một đội tuyển quả thôi, còn hầu hết các đội tuyển đều bắn được hai lô cốt trong hai viên đạn đầu tiên ạ. Trong ánh nắng, chiếc lô cốt như rung rinh để chờ đợi phát bắn của đội tuyển binh chủng. Vâng, đội tuyển binh chủng của chúng ta ngắm rất là lâu ạ. Vâng, hay là vì chúng ta sốt ruột quá. Vâng. Có lẽ chúng ta đã được chứng kiến những đội tuyển thi đấu rất nhanh rồi, nên có lẽ là với lại tôi cũng nghĩ là vì chúng ta có thiện cảm với đội binh chủng nên mình cũng mong cho họ bắn luôn đi. Xong ta được rồi, bây giờ là khẩu đội trưởng mới tiến hành kiểm tra. Được, chúng ta cùng chờ kết quả bắn của phát bắn đầu tiên. Chắc chắn là trúng. Như vậy phát bắn đầu tiên đã tiêu diệt được mục tiêu. Chuyển mục tiêu cứ lên 500m. Nạp đạn. Đáp lại sự mong mỏi của tất cả chúng ta, một cột lửa ngùn ngụt bốc lên, một tiếng nổ vang rền. Đội tuyển binh chủng thật xứng đáng. Ba đồng chí thao tác đạn thì đến từ binh chủng đặc công. Vâng, anh em đặc công thì vốn khéo rồi, cho nên vâng, là bê vác đạn cũng khéo léo và nhanh nhẹn. Vâng, không đóng được khoan ong. Vâng, có thể là chúng ta nạp đạn chưa vào hết ạ. Đấy, vừa khen bê khéo đạn xong. Thôi, chúng ta sẽ phải giữ yên lặng một chút. Rồi. Vẫn chưa được. Đây lại một tình huống xảy ra đối với đội binh chủng. Điều gì xảy ra? Vì sao lại kẹt? Vẫn chưa được. Bình tĩnh. Và
đồng chí đặc công sẽ phải từ từ hơn. Vâng. Được rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã đóng được. Đấy, chúng ta thấy đúng là muốn nhanh phải từ từ nhỉ. Vâng. Rất cẩn thận, không thể sốt ruột được. Vâng, một lần nữa thì pháo thủ số 1 của chúng ta lại kiên nhẫn với mục tiêu, rất kỹ lưỡng. Pháo thủ số 2 làm nhiệm vụ gì lúc này? Vâng, pháo thủ số 2 lúc này sẽ hỗ trợ cho pháo thủ số 1 chúng ta tiến hành thăng bằng ngang cho súng. Và nhiệm vụ số 2 lúc này sau khi được lệnh có tín hiệu của đồng chí pháo thủ số 1 sẽ tiến hành lên đàn để sẵn sàng cho phát bắn. Ôi, vừa rồi. Có vẻ như là đội tuyển khối binh chủng vẫn đang tuân thủ nguyên tắc là muốn nhanh thì phải từ từ. Trong lúc này thì chúng tôi lại hỏi tiếp về cái thao tác với SP-19 thì đạn nó sẽ được chuyển động theo nguyên lý gì, thưa đồng chí Hiệu Nghĩa? Dạ vâng, đối với đạn thì chúng ta sẽ lúc này sẽ chuyển động theo nguyên lý là không giật ạ. Thì đấy, một phần cao. Không giật là thế nào? Thế cái khác thì nó sẽ giật ạ? Dạ vâng, đối với súng SP-19 thì có cấu tạo nòng trơn thì sau khi kích hoạt đạn nổ thì sẽ có một lực khí thuốc phục về phía sau và tạo thành phản lực để cân bằng cho súng trong quá trình bắn, thì lúc này chúng ta sẽ không giật, súng này sẽ bị ít tác động và không bị giật. Với những cái súng có giật như là B41 đúng không? Súng có giật như là các súng bộ binh như là súng AK, súng RBD, RBK thì đó là các loại súng trong quá trình chúng ta bắn sẽ tạo ra độ nảy nhất định. Mục xong. Kiểm tra. Lô cốt đã bị tiêu diệt rồi. Đúng không? Thu xong. Tuyệt vời. Xin chúc mừng đội tuyển binh chủng. Vâng. Chúng ta còn đang ngây người ra trước hai phát đạn và hai lô cốt đã bị tiêu diệt. Trên thao trường thì đội binh chủng đang thao tác để chuyển sang trận địa phát triển. Đó là 3 mục tiêu 1, 2, 3 với thứ tự bắn rất là nghiêm ngặt để kiểm tra độ chính xác của các đường đạn. Vâng, bởi đạn xuyên của chúng ta thì có đường đạn đi rất là căng và khiến cho các pháo thủ của chúng ta nếu muốn đạt được thành tích cao thì phải đòi hỏi độ chính xác nữa. Và bây giờ thì họ sẽ phải cơ động đưa súng SPG-9 qua một rào chui thép gai dài 8m. Lần này tôi lại thấy là đặc công sẽ phát huy được tính năng của mình. Thế này bị vướng súng. Khẩu đội trưởng. Vâng, chúng ta phải đi theo thứ tự lần lượt là đầu tiên là khẩu đội trưởng, tiếp theo là pháo thủ số 3, rồi tiếp theo là pháo thủ số 1 và số 2, rồi đi sau là pháo thủ số 4 và cuối cùng là pháo thủ số 5, theo thứ tự đội hình hàng dọc của khẩu đội SP-19 ạ. Và lại chúng ta thấy là khẩu đội trưởng là Nguyễn Cảnh Trường tới từ tăng thiết giáp, còn đây là các chiến sĩ đặc công của chúng ta. Từ. Bộ đội ta thật là đa năng. Như khẩu đội trưởng của chúng ta nếu không phải là khẩu đội trưởng thì anh có thể chỉ huy xe tăng được. Vâng, Phạm Vĩnh Khang thì anh có thể là sử dụng những kiến thức về hóa học của mình có thể để bảo vệ cho các đồng đội. Còn binh chủng công binh thì có thể vượt mọi địa hình. Còn những đồng chí đặc công thì bên cạnh bắn SPG-9 thì chắc chắn là họ có thể luồn sâu đánh hiểm một cách chính xác. Sao lại dừng lại đấy? Phải đợi người cuối cùng. Vâng. Người cuối cùng phải vác cái thùng đạn rất là nặng. Vâng. Và khẩu đội hợp thành của các binh chủng đang tiến vào trận địa. Đây này. Đây đây. Này, nhanh lắm. Vâng vâng. Đội trưởng, ra đây, ra đây, giảm thấp, đúng không? Có vẻ như là đồng chí khẩu đội trưởng đã nhầm vị trí đứng. Vâng. Vâng. Thôi thông cảm. Với con khu số 1 thách đấu thì họ mới được thử thách vai trò mới. Giảm bắn thấp khiến cho việc chuẩn bị chân súng còn mất thời gian hơn nữa. Đạp chân súng cho nó lắng chung. Không thể tránh khỏi bỡ ngỡ khi chúng ta mới bước vào tập luyện với SP-19. Vâng. Nhưng mà chúng tôi thấy là tinh thần của các binh chủng lần này là rất là cao và quyết tâm được thi đấu và thể hiện sức mình trong chương trình quân khu số 1 thách đấu của mùa 3. Vâng.
Chúng ta có thể thấy thao tác rất là nhanh của các pháo thủ. Lúc này các đồng chí sẽ phải nắm tay quay mở khóa nòng về vị trí rồi lấy tống chốt. Vâng, lấy tống chốt là gì ạ? Cái lẫy. Ấn chốt định vị đầu mũ lò xo xuống. Tay trái kéo nắp đậy ra, lấy chốt hãm lò xo và then khóa ra khỏi ổ chứa. Vâng, đó là động tác chúng ta trong quá trình thảo và lắp thân súng vào giả súng ạ. Cầu đội bóng, thời chú ý mục tiêu số 3. Đạn xuyên. Thâm qua. Phần vận 1, cư ly 600m. Ngắm trình chơi mục tiêu, một phát, thành công. Từ nạp, chỉnh lại chân đi. Lúc này, ba mục tiêu đang chờ đợi. Không được, thấp quá. Anh nhắc lên đi. Anh nhắc lên cúp đi. Quý vị binh chủng gặp phải thách thức với nắng rất gay gắt trên thao trường. Khóa vào. Điều này có làm giảm quyết tâm và khả năng lọt vào vòng sau của đội tuyển binh chủng hay không? Nếu tiêu diệt được các mục tiêu một cách chính xác thì cơ hội đi vào vòng tiếp theo sẽ là rất lớn. Rồi. Có 13 đội sẽ thử sức mình, trong đó có 2 đội được đặt cách là đội quân đoàn 3 và đội quân khu 3. Còn lại 11 đội tuyển phải thi đấu với nhau qua 2 lượt đi và về để chọn ra chỉ 8 đội tuyển lọt vào vòng tiếp theo. Vì vậy cho nên thực sự là những trận đấu hết sức cam go. Tâm hết cỡ rồi. Hy vọng là các đồng chí sẽ đóng được khóa nhé. Vâng, có lẽ là thao tác đang chúng ta chưa được chuẩn xác lắm. Vâng, không sao. Bây giờ họ sẽ làm tốt. Rồi, đóng được rồi. Vâng. Chưa đóng được. Rồi. Vâng. Vẫn chưa được. Cái súng này tôi thấy là nó rất là khoa học nhá. Nếu mà chưa chuẩn thì không bao giờ đóng được. Vâng. Tại vì ở trên khóa nòng thì có hệ thống chúng ta gọi là khoảng, các bạn chúng ta hiểu là khóa an toàn. Tức là nếu chúng ta chưa đóng khóa nòng, chắc khóa nòng thì lúc đó chúng ta hệ thống điện chúng ta sẽ chưa được liên mạch, thì lúc đó chúng ta sẽ chưa bắn được. Đảm bảo an toàn tốt nhất cho người sử dụng súng. Vâng. À, chưa. Chứ hai cao này, từ anh từ bắn. À, vẫn cao. Thôi hạ lại dưới cũ đi. Chúng ta cùng chờ đợi phát bắn đầu tiên của đội binh chủng. Chúng ta hình dung giống như là trong một hình thái chiến trận thì có 3 mục tiêu, đó là sở thông tin, đó là ban tham mưu và sở truy đầu não, với tượng trưng là các mục tiêu 1, 2, 3. Và các đội tuyển sử dụng SPG-9 sẽ phải tiêu diệt lần lượt các mục tiêu từ 1 đến 2 đến 3. Chúng ta cùng thử sức cái sự chính xác của các đường đạn của SPG-9 của đội tuyển binh chủng ngay bây giờ. Không thấy bía. Xoáy lên trên nữa đi. Hãy mỗi cái bật màu xanh à. Cái này tầm đã xoáy lên hết đâu. Không lên. Không lên. Là hết, là vượt mục tiêu. Vâng, pháo thủ số 1 rất cẩn thận. Vâng, có lẽ là tầm thấp quá nên là hai pháo thủ đang tiến hành nâng tầm lên. Mẹ. Thôi. Tôi nghĩ là pháo thủ số 1 Phạm Vĩnh Khang, anh tới từ binh chủng hóa học, anh rất là có trách nhiệm với đồng đội của mình trong cuộc thi này. Vâng, nên là anh đã ngắm bắn rất kỹ. Tha chầm một giây còn hơn là bỏ sót mục tiêu. Hai cao nhanh, một phút thôi, mất 3 phút là cũng vậy à. Rồi bắn nhanh đi. Một hai cao kìa. Nắng mỗi ngày một gay gắt hơn và thiêu đốt toàn bộ khẩu đội cũng như là cả thao trường. TB3. Một cao. Vâng, vẫn chưa được. Chưa được. Chân súng. Cái này thì thời gian của đội binh chủng vẫn tiếp tục tăng lên. Chúng tôi đang bắt đầu cảm thấy lo ngại cho tổng thời gian của đội binh chủng. Vâng. Trong bất kỳ một cuộc thi nào mà có sức ép về tính thời gian thì đòi hỏi cái thao tác nhanh, chuẩn. Và nó phải có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các số, các tổ với nhau. Nhưng mà qua thao tác của các đồng chí pháo thủ số 1 và số 2 thì có vẻ như cái việc cân chỉnh súng của đồng chí làm là như so sánh với các đội tuyển khác là tôi thấy tương đối chậm. Chưa được luôn. Và cái việc này thì vô hình chung nó sẽ kéo dài cái thời gian tổng của đội khối binh chủng lên. Vâng, nhưng quan trọng là họ muốn bắn được trúng đích. Bởi vì nếu như nhanh hơn mà trượt thì cũng không để làm gì, đúng không ạ? Vì thế nên là chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục nín thở, theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển binh chủng trong những giây phút hết sức trọng đại này, khi mà họ đang chuẩn bị để cho những phát bắn cuối cùng của trạng 1. Vâng, có lẽ là hai pháo thủ chúng ta vẫn chưa sử dụng đúng phương pháp. Lúc này có thể là chúng ta sử dụng hai phương pháp. Một là chúng ta đào chân súng,
hai là chúng ta có thể mở và gập chân súng. Thì lúc này tôi nghĩ lúc này các pháo thủ nên sử dụng phương pháp mở gập chân súng thì sẽ phù hợp hơn. Mở cái chân ra và gập lại à? Dạ vâng, mở nâng chân bên một bên lên thì bên kia nó sẽ tự động thấp xuống. À thế à? Dạ vâng, là chúng ta để điều chỉnh thăng bằng ngang cho súng ạ. Dạ vâng. Nâng chân kia lên thì một chân nó tự động nó sẽ... Dạ vâng, ý là hai bên mình sẽ làm sao cân chỉnh hai chân làm sao cân bằng nhất thì thăng bằng ngang nó sẽ dễ hơn. Dạ vâng. Đã được 600. Chắc là cao hay thấp? Cao, cái này cao. Có thể là do chúng ta ngồi ở đây, ở vị trí này chúng ta nhìn nó có thể là vẹo như vậy, nhưng thực tế là đang rất là thẳng. Và chỉ có thể có câu trả lời khi viên đạn đi qua mục tiêu thôi. Chúng ta cùng chờ đợi xem cái kết quả. Cái luôn là thước đo chính xác nhất của mọi nỗ lực. Vâng, lúc này bên chân, chân phải lại cao. Vâng. Chỉnh được bên trái thì bên phải lại cao. Vâng, không sao không sao. Cần phải chỉnh lại thêm một chút nữa. Nắn nót ạ, cái này chúng ta dùng từ gọi là nắn nót ạ. Vâng. Và nắng thì vô cùng rực rỡ trên thao trường đang thiêu đốt. Sao? Được ta. Đốt vào được chưa ạ? Được rồi ạ, tổ đội trưởng kiểm tra rồi. Chị ơi! Ơn! Cái bia đã nhúc nhích. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả từ tổ trọng tài. Phân vận 2 nắp an. Đúng không? Bây giờ sẽ là viên đạn thứ 2. Chúng đấy, bắn tiếp đi. Chúng ta sẽ phải đợi kết quả đến từ tổ trọng tài thì mới xác định được viên đạn vừa rồi của đội tuyển binh chủng. Chưa trúng à? Đã trúng hay chưa? Vâng. Đội tuyển binh chủng lại tiếp tục gặp vấn đề ở với đạn. Vâng, đóng khoan không? Chưa được. Theo Hoàng Anh thì Hoàng Anh nghĩ là viên đạn đầu tiên của đội khối binh chủng có trúng không? Có. Vâng, cá nhân tôi cũng tin là viên đạn vừa rồi thì đã trúng. Bởi vì nó đã rung rinh cái mục tiêu. Bắn luôn không? Sao? Chuẩn bị! Bắn! Vâng, bản thân tôi thấy là đường đạn nó rất là trúng đấy. Nhưng không biết là kết quả thực tế trên mục tiêu sẽ như thế nào. Bây giờ tôi nghĩ là đã bay hơi cao. Tôi nghĩ là hơi lệch phải nhiều. Và có vẻ như là viên thứ hai là đã không trúng mục tiêu. Rồi. Dường như đội tuyển khối binh chủng này luôn gặp vấn đề về đóng khóa nòng. Vâng, do ấn viên đạn vào chưa thật sâu. Họ cũng đã đóng được khóa nòng. Tắt này ngắm chuẩn đi. Không thấy mục tiêu. Vâng đại ạ. Đó anh em nhá, không thấy mục tiêu nhá. Bắn đi. Vâng, chúng ta cũng đã được tổ trọng tài thông báo là viên đạn đầu tiên thì trúng mục tiêu. Viên đạn thứ hai thì chưa trúng và viên đạn thứ ba chúng ta có thể thấy lệch trái. Như vậy là đội tuyển khối binh chủng đã kết thúc phần thi của mình. Vâng, chúng ta đã bắn xong 3 viên. Và như vậy là kết thúc phần thi của khối binh chủng. Phần này rất khó. Vâng. Là một thử thách mà đội binh chủng phải vượt lên chính mình để có thể hoàn thành. Và họ hoàn thành được đã là một thành công rất lớn. Các đồng chí tưởng tượng là ở đây là những chiến sĩ hóa học và đặc công mà phải thi đấu SPG-9. Thì riêng cái việc đăng ký và quyết tâm tham gia đã thể hiện là đội binh chủng có tinh thần như thế nào. Vâng. Hãy dành một tràng vỗ tay để cổ vũ cho sự tham gia và thể hiện rất nỗ lực, rất tuyệt vời của đội binh chủng. Thôi đây. Sau khi bắn thì tôi thấy khá là nhẹ nhõm. Bởi vì đội binh chủng tôi thì biên chế súng SPG-9 này thì không có là phổ biến như các đơn vị chủ lực. Vì vậy chúng tôi thời gian luyện tập khá là ít nên chúng tôi phải cần là thận trọng trong từng phát bắn. Trước khi bắn thì chúng tôi đã có luyện tập nhiều và cũng hình thành nên một cái tâm lý là phải trúng. Nên sau khi bắn thì chúng tôi đã trúng được 2 mục tiêu và phần 2 mục tiêu sở chỉ huy thì chúng tôi chưa có trúng. Cũng hơi nổi tiếc nhưng mà cũng vui vì là tinh thần đoàn kết, đồng chí đồng đội của anh em tập luyện thời gian vừa qua. Mặc dù thời gian rất ngắn, vũ khí trang bị chúng tôi không được sử dụng nhiều.
Nhưng mà chúng tôi trận đấu ngày hôm nay chúng tôi đã được hai mục tiêu thì cũng là rất là một niềm vui phấn khởi, và chúng tôi sẽ cố gắng trong trận thi thứ hai. Và mục tiêu của chúng tôi trong cuộc thi quân khúc số 1 này thì sẽ cố gắng tiến vào vòng chung kết. Chân em nào nhìn đằng trước sau lưng em không quen, người đâu lạ thế kỳ lạ thế, người đâu kỳ ghê người lạ ghê. Ngọt ngào em nói xin chào anh ơi, đồng chí ơi, vu vơ em hát dăm ba câu chơi vơ. Bầu trời lạ thế, trong sạch thế, vì một người thầm ước chung lối về. Ê, 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 bước vào trái tim em, bước đều bước vào trái tim em, bước vào trái tim em, đôi mắt em như tầm bão cuốn anh theo. Nào bước vào trái tim em, bước đều bước vào trái tim em, nhóm thầm ước đừng chung bước xuống pha. Pha đời quân ngũ, tự hào là lính ngôi sao vàng trên mũ, gập ghềnh ngàn xa đừng có xa, và đời gian nan tuổi trẻ gọi ca giúp lòng ta nhiệm vụ nào vượt qua. Dạng người màu mắt sáng niềm tin nơi anh, luyện rèn ngày đêm cho mạnh. Wow. Nụ cười của anh hoa màu xanh là màu quê hương. Có lẽ nào em đã yêu anh rồi. Ê, ê, ê. Bước vào trái tim em, bước đều bước vào trái tim em, bước vào trái tim em. Đôi mắt em như tầm bão cuốn anh theo. Nào bước vào trái tim em, bước đều bước vào trái tim em, nhằm thẳng hướng đừng chung bước xuống pha. Chí ơi, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, đánh thắng, đánh thắng, đánh thắng. Bước vào trái tim em, bước đều bước vào trái tim em, bước vào trái tim em, đôi mắt em như tầm bão cuốn anh theo. Nào bước vào trái tim em, bước đều bước vào trái tim em, nhằm thẳng hướng đừng chung bước xung phong, xung phong. Trái tim mẹ ngại gì cũng sát lại gần kề bên, nào mình cùng bước theo tiếng kèn. Cảm ơn tình cảm của đồng chí rất nhiều ạ. Đội tuyển binh chủng hoàn thành chặng thi đầu tiên với thời gian thi đấu thực tế là 23 phút 14 giây 19. Họ được thưởng 30 giây. Với một viên đạn còn thừa, họ bị cộng thêm 120 giây. Khi hai thành viên cơ động sai đường quy định, họ bị cộng thêm 15 giây. Khi khẩu đội trưởng làm rơi bàn đạc chỉ huy bắn, họ bị cộng thêm 15 giây khi không khóa nắp hộp kính ở trận địa 1, và họ bị cộng thêm 120 giây khi không trúng phần 2 và phần 3 của mục tiêu thứ 3. Và tổng thời gian của đội tuyển binh chủng ở trong chặng thi đầu tiên là 27 phút 14 giây 19. Danh sách của đội tuyển binh chủng thi đấu chặng 2 gồm những thành viên như sau: Thượng úy Lường Viết Xuân, Trung úy Trương Trường Thịnh, Trung úy Lê Thành Nhân, Trung úy Phạm Vĩnh Khang, Thượng úy Hoàng Văn Thái, Thượng úy Nguyễn Viết Hoàng và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Tạ Văn Lương. Đồng hành cùng Tạ Văn Lương là chú chó nghiệp vụ mang tên Bota. Bota có đặc điểm gì? Bota có đặc điểm là tương đối lành, thân thiện với mọi người, nhưng mà đừng làm Bota giật mình. Trước khi vào thi đấu thì các ông chí kiểm tra lại về trang phục, trang bị và cách mang đeo để bảo đảm chắc chắn trong quá trình thi đấu không bị rơi rớt. Thứ hai là chú ý các cái điểm phải trong cái quá trình chúng ta thực hiện nội dung, đặc biệt là lỗi khám súng để rơi đạn.
nên là hết sức chú ý về động tác này, các đồng chí phải bình tĩnh. Đồng chí Lương biên phòng nếu mà thấy số 5 và số 6 bắn tốt thì về vị trí để chuẩn bị đưa quần quyển về tuyến dưới này, không vào bắn đây nữa ông ta sẽ mất thời gian, nên là số 5, số 6 hết sức cố gắng rồi. Thấy điểm chạm tốt cái là phải rút ngay, còn cứ cố gắng bình tĩnh, quyết tâm quyết thắng nhá. 1, 2, 3 quyết thắng. Thấy mặt huấn luyện viên căng thẳng quá, có vẻ như là đội mình cái áp lực nó lớn hơn so với phần thi buổi sáng nay đúng không ạ? Vâng, phải giải quyết được về thời gian, còn về kỹ năng của các xạ thủ trong đội tuyển thì cũng cơ bản là tốt. Đội tuyển binh chủng đang chuẩn bị trả lời những câu hỏi vừa hóc búa vừa thú vị của phần thi về lịch sử. Và chúng ta cùng theo dõi trận Việt Bắc sẽ được trả lời như thế nào trong phần này. Và đội tuyển binh chủng thì đã vào vị trí để chuẩn bị trả lời 6 câu hỏi lịch sử. Đội máy tính sẵn sàng. Câu hỏi 1. Một trong những mục tiêu quan trọng của thực dân Pháp khi mở cuộc tiến công lớn tiêu diệt cơ quan lãnh đạo kháng chiến. Chính xác. Câu hỏi 2, thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc bằng những con đường nào? Đường sông, đường bộ và đường không. Chính xác. Câu hỏi 3, chiến dịch Việt Bắc diễn ra trên địa bàn 5 tỉnh nào? Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Chính xác. Câu hỏi 4, trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947, ta đã điều chỉnh tổ chức lực lượng theo công thức gì? Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Chính xác. Câu hỏi 5, trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu địch? Trên 7.200 địch. Chính xác. Câu hỏi 6, chiến thắng Việt Bắc năm 1947 đã làm phá sản chiến lược gì của thực dân Pháp? Chính xác, kết thúc. Vâng, chúng ta phải nói tới là một âm mưu vô cùng thâm hiểm, định quét sạch bộ máy đầu não của chúng ta đã gặp phải sự kháng cự của chúng ta. Nhưng ban đầu thì cách đánh của chúng ta vẫn còn có sự vội vã và thiếu những cái dứt điểm cũng như là hiệu quả. Tuy nhiên có một chiến công rất lớn, đó là có một chiếc máy bay của Pháp đã bị bắn rơi bởi khẩu đội 12 ly 7 của đại đội 675 trung đoàn 74. Và vì bắn rơi được chiếc máy bay này cho nên là chúng ta đã lấy được kế hoạch đánh Việt Bắc. Và từ đó chúng ta đã điều chỉnh kế hoạch, chúng ta phải ghi công. Chiến sĩ liên lạc Nguyễn Danh Lộc của trung đoàn đã chạy bộ vượt rừng mang bản kế hoạch tấn công này về báo cáo với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng có ghi lại trong hồi ký của mình. Còn bây giờ chiến sĩ đang chuẩn bị bắn AK, đó là thượng úy Nguyễn Viết Hoàng, trung đội trưởng đến từ binh chủng công binh. Wow, tuyệt vời. Chiến sĩ công binh của chúng ta đã bắn rơi ngay một mục tiêu. Tốc độ của đội tuyển binh chủng đã được đẩy nhanh lên tuyệt bởi rồi. Sau trận thi đầu tiên thì họ đã chấp lại như ở trong trận thi thứ hai này. Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Thật tuyệt vời, 3 viên, 3 mục tiêu. Đó là chiến công xuất sắc của một chiến sĩ công binh. Vâng. Ở bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể lập công. Vâng, nhưng mà vừa rồi chúng ta đã quan sát thấy là công chỉ Hoàng đã làm rơi đàn trong quá trình khảo sông này. Ồ, như vậy là đáng tiếc. Ta sẽ bị còn thêm thời gian với lỗi này. Hy vọng là chỉ cộng thêm 15 giây thôi nhá. Vâng. Và tiếp theo sẽ là trung úy mũi trưởng Trương Trường Thịnh đến từ binh chủng đặc công, và chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến xem khả năng xạ thủ của các tuyển thủ đến từ binh chủng đặc công thì xuất sắc như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi. Dường như các đội tuyển đều luôn đưa vận động viên bắn tốt nhất của mình lên bắn ở vị trí số 1. Vâng. Có vẻ như là cái kết quả bắn của cái vận động viên số 1 này sẽ ảnh hưởng tâm lý của những vận động viên còn lại trong đội. Vâng. Tin tưởng rằng các đồng chí sẽ làm tốt để lấy lại cái sự chủ động của mình cũng như là thành tích. Mũi trưởng Trương Trường Thịnh đến từ binh chủng đặc công. Chưa chính xác. Nhanh nhưng phải hết sức bình tĩnh. Vâng, như một vậy bia là đã rơi. Được một rồi. Được hai. Sang hộp tiếp đạn tiếp theo. Đồng chí Trương Trường Thịnh đã sử dụng hết 5 viên đạn của tiếp đạn thứ nhất. Hy vọng rằng đồng chí sẽ bắn được ngay từ viên đạn đầu tiên, thứ hai. Vâng, gần trúng rồi. Chúng ta còn nhìn thấy viên đạn găm vào đất phía sau. Wow, tuyệt vời. Tuyệt vời. Như vậy đồng chí đặc công của chúng ta, đồng chí Thịnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ sẽ là những sở trường của các vận động viên đến từ binh chủng đặc công. Thế như đồng chí Nghĩa quan sát là đồng chí Trương Trường Thịnh khi thám súng cũng là rơi đạn. Tôi thấy đồng chí có động tác nhặt viên đạn lên. Trong động tác thảm súng của đồng chí Thịnh thì không để rơi đạn, tuy nhiên thì về gọi là động tác chuẩn xác thì vẫn còn có một chút sai sót. Vâng. À.
tiếp tục là một mũi trưởng đến từ binh chủng đặc công. Hy vọng Lê Thành Nhân cũng sẽ lập công xuất sắc đây. Ở trận thi trước thì thành tích của đội khối binh chủng không được tốt lắm. Và ở trận thi thứ hai này thì tôi nghĩ là khi lên bắn các vận động viên phải hết sức chắt chiu, tận dụng thời gian, và nếu như là tiết kiệm được càng nhiều số đạn mang về để tính giờ thưởng thì sẽ càng tốt. Có lẽ đối với binh chủng đặc công thì việc điểm xạ AK có lẽ là cũng là việc thường xuyên được tập luyện. Điều kiện thời tiết hôm nay ở thao trường rất ủng hộ đội binh chủng. Cần phải chắt chiu hơn, nhưng cự ly thì cũng không dễ. Tuyệt vời, một bia đã bị hạ gục. Một tràng vỗ tay giam trên thao trường để cổ vũ cho đội binh chủng. Vâng, chúng ta rất là hồi hộp chờ đợi kết quả. Tuyệt vời. Vời. Còn một viên nữa ở hộp bia đạn. Cố lên đội binh chủng, đội binh chủng hãy thể hiện bản thân. Vâng, hết 5 viên đạn rồi ạ. Còn một hộp bia đạn nữa. Như vậy là cả vận động viên số 1 và số 2 đều đã phải dùng đến hộp tiêu đạn thứ 2 để tiêu diệt hết 3 mục tiêu quy định của bài bắn. Và nếu chỉ để lại kể cả còn một mục tiêu thôi thì số đạn thừa thì cũng sẽ không được tính. Vâng. Nên ưu tiên đầu tiên là chúng ta phải tiêu diệt tất cả các... Rất hồi hộp. Viên thứ 2. Còn 3 viên đạn nữa. Viên thứ 3 còn 2 viên. Chỗ này cần phải chậm lại này. Vâng. Bình tĩnh. Thở nhẹ. Tuyệt vời. Wow. Nhẹ hết cả người. Vâng, nhẹ hết cả người. Ba xạ thủ AK đã thành công. Vẫn còn một vận động viên nữa. Tiếp theo sẽ đến một đồng chí đến từ binh chủng hóa học. Phạm Vĩnh Khang, binh chủng hóa học. Anh cũng đồng thời đã từng là pháo thủ số 1 ở phần thi của trạng 1. Vâng. Rồi với bài bảng AK này thì tất cả các chiến sĩ chúng ta sau khi nhập ngũ chúng ta đều được huấn luyện và tập luyện cũng như là bắn bài bảng AK. Nên là tôi nghĩ là binh chủng nào thì cũng sẽ sử dụng tốt súng AK mà thôi. Vâng. Vì vậy cho nên bài tập AK là bài tập rất là chủ yếu của quân khu số 1 thách đấu. Vâng. Các đội tuyển vẫn phải lưu ý là nếu chỉ còn để lại một bia thôi thì số đạn thừa của tất cả các đồng đội của mình cũng sẽ không được tính. Chính vì thế, vâng, phải tiêu diệt hết. Tháng chúng ta vẫn chưa mở khoảng toàn. Viên thứ 2. Viên thứ 2. Vâng. Tuyệt vời. Viên thứ 3. Chúng luôn đi. Vậy là đội binh chủng đã lấy được lại cái phong độ của mình. Đúng là người ta đã nói là phong độ thì nhất thời, đẳng cấp thì mãi mãi, đúng không? Tôi tin là binh chủng phải có đẳng cấp rồi. Vâng. Và cố lên đội binh chủng. Và lúc này thật là cảm ơn các cổ động viên đang gieo hò cổ vũ rất nhiệt tình cho đội binh chủng. Cổ động viên của chúng ta đến từ trung đoàn 3 của sư đoàn 9 quân đội 4. Trung quân luôn cổ vũ nồng nhiệt cho tất cả các đội tuyển tham gia. Đó là một tinh thần rất là fair play. Dừng nhé. Vâng, chúng ta cũng đã thấy là hiệu lệnh dừng bắn đến từ chỉ huy của trường bắn. Có vẻ như là tuyến bia đã có vấn đề. Đây là chỉnh lại tuyến bia. Mọi con mắt đang đổ dồn sang tuyến bia. Tuyến bia là có một bia bị đổ, bia số 2. Và hôm nay thì các thành viên đến từ binh chủng đặc công của chúng ta cũng được vừa được chứng kiến là họ thể hiện hết sức là tuyệt vời. Tôi thì vẫn luôn nghĩ là các đồng chí ở binh chủng đặc công rất là thiệt thòi, tại vì là họ là một nhóm đặc gọi là binh chủng hợp thành, cho nên họ có ít thời gian và cái sự hiểu biết lẫn nhau cũng như là để quen, để phối hợp ăn ý, nhưng họ đã làm được như vừa rồi, quả thật là rất là tốt, rất là nỗ lực đấy. Chúng ta sẽ nói về chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, có thể nói là chiến dịch phản công đầu tiên của quân đội ta đã rất thành công. Và mọi người có biết là Việt Bắc thì có địa hình như thế nào không nhỉ? Là địa hình đồi núi. Và... chính xác, có gì nữa? Hiểm trở. Vâng, và điều này thì gây khó khăn gì cho việc chuyển quân? Là phải thắng được cái địa hình, mà đặc biệt địa hình đồi núi ở những cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp đó thì dốc, rừng rậm và hầu như là chưa có hệ thống đường xá để đảm bảo vận chuyển quân bằng các phương tiện cơ giới giống như bây giờ. Và hoàn toàn là gần như là phải vận chuyển bằng hành quân bộ. Và chính vì vậy cho nên là Việt Bắc sẽ gây khó khăn cho cả hai phía trong việc chuyển quân. Việt Bắc được chọn làm chiến khu của cách mạng.
Và vì thế cho nên quân Pháp quyết định là ngay từ năm 1947 sẽ tấn công lên Việt Bắc. Khi ấy thì chúng ta là súng là có gì dùng đấy. Một số súng thì lấy được của địch. Có 2 đại liên, 1 2 cối, 8 trung liên và chủ yếu là súng trường dành cho một tiểu đoàn. Khá là thô sơ đúng không? Vâng, thế mà chúng ta đang đứng trước một cuộc hành quân với 10.000 quân Pháp và những vũ khí rất là hiện đại như là cano, tàu chiến, xe tăng và máy bay, với một mục đích đó là bắt toàn bộ chính phủ kháng chiến, càn quét phá căn cứ Việt Bắc, vì quân Pháp thừa hiểu rằng là đầu não của Việt Minh và chính phủ của chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đóng tại Việt Bắc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng xem là bia đã khắc phục xong chưa? Vâng, lúc này thì bia đã được khắc phục xong và chúng ta đang đợi lực lượng bảo đảm rút về vị trí an toàn. Trọng tài về vị trí. Đội thi chuẩn bị. Đồng chí Vũ Đức Hiến chỉ huy bắn của sư đoàn 302 quân khu 7 đã thông báo an toàn trường bắn và cho mọi người được phép tiến hành. Rồi, Bô Ta thì đã nóng lòng lắm rồi, cho nên cùng với đồng chí Tạ Văn Lương thì Bô Ta cũng sẽ thể hiện bản thân mình canh gác một cách rất kỷ luật. Chúng ta cùng chờ đợi phần thi đồng đội của đội binh chủng với 2 thành viên đang vượt qua hàng rào rích rắc. Thành viên số 5, Trung úy Lê Thành Nhân, thành viên số 6, Thượng úy Lương Viết Xuân và thành viên của quân khuyển Tạ Văn Lương cùng với chó nghiệp vụ Bo Ta. Ở phần thi này thì tôi luôn thấy là các vận động viên chính, vận động số 5, số 6 của các đội tuyển luôn là người bắn trước. Và quân khuyển thì luôn đi sau và bắn sau. Thậm chí là có những đội là quân khuyển chưa kịp lên vị trí thì mục tiêu đã bị tiêu diệt hết. Vâng. Ngay đây, ngay gần chúng ta, trước mắt chúng ta, hai tay súng đang chuẩn bị. Wow. Vâng. Vâng. Hai người, hai mục hai tiêu. Hai mục tiêu dụng. Chúng ta chờ đợi tiếng nổ và những mục tiêu dụng. Vâng. Wow. Tiếp tục hai mục tiêu nữa. Vâng. Còn đây, Bồ Tà rất ngoan. Có vẻ như là đã bị nhầm mục tiêu. Sao? Vâng, như theo quy định của bài bản chúng ta thì hai vận động viên số 5 và số 6 sau khi tiêu diệt xong mục tiêu của mình mới được chi viện cho đồng chí vận động viên số 7. Tuy nhiên thì như lúc này chúng ta quan sát thì có thể là chi viện sớm. Chi viện sớm quá. Vâng. Hy vọng là sẽ không bị trừ quá nhiều. Và Bô Ta rất bình tĩnh đi quanh vị trí của mình. Còn một. Vâng, ngoan hô đội binh chủng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và cần nhanh chóng quay về. Lúc này thì đồng chí Tạ Văn Lương cần nhanh hơn để gỡ dây cho Bô Ta và đưa anh chàng Bô Ta nhanh chóng cùng với đội tuyển binh chủng trở về đích. Nhanh lên. Bô Ta đang rất sốt ruột rồi, Bô Ta đang quấn dây lại rồi. Cần phải tháo Bô Ta để cho Bô Ta thể hiện sải chân của mình. Như vậy là một vận động viên đã bị nhầm đường, không sao. May quá các đồng chí đã kịp thời nhận ra và quay lại. Đây là sự nóng lòng. Vâng. Chúng ta phải lưu ý là trong quân sự thì nhầm hướng đi là một điều tối kỵ. Vâng. Trong nhiều trận đấu thì lạc đường đó là một điều mà làm cho chúng ta mất hiệu quả. Vâng, cuối cùng họ đã trở về. Vâng. Hoan nghênh đội binh chủng và Bô Ta. Vâng, một trạng thi đầy cảm xúc đến từ đội tuyển binh chủng. Thế nào, các đồng chí nghĩ sao? Binh chủng làm tốt chứ? Vâng, đối với bản thân cá nhân tôi nhận thấy thì đối với trạng thi thứ hai này thì đội binh chủng làm như vậy cũng rất là tốt rồi. So với những đội thi trước thì có thể chúng ta thấy là đội binh chủng đã tiêu diệt hoàn toàn các mục tiêu ở trên trận địa. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là có một vài lỗi chúng ta còn mắc phải, thì hy vọng những lỗi này không bị trừ phạt thời gian quá lớn. Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ thôi. Vâng, 15:01 là thời gian thi đấu thực tế và khá tốt. Vâng, với hơn 5 phút là thời gian được trừ để khắc phục bia. Vâng, như vậy là khoảng 10 phút và cộng với thêm họ cũng được thưởng thừa đạn đấy. Vâng, họ tiêu diệt hết mục tiêu, vì vậy là đội tuyển của khối binh chủng cũng sẽ được thưởng cái số đạn thừa mang về và đồng thời cũng sẽ bị phạt một số lỗi. Chẳng một buổi sáng ngày hôm nay chúng ta thời gian tương đối là dài nên là chúng tôi phải đặt mục tiêu quyết tâm là phải rút ngắn thời gian, nên là áp lực nó sẽ có phần nào đấy nó lớn hơn bình thường. Wow, hai mục tiêu nữa. Bài bắn của cá nhân của tôi hôm nay khá là tốt, tiêu diệt hoàn toàn bộ các cái mục tiêu và còn dư 4 viên đạn. Cảm xúc của đội lúc này rất là vui sau khi đã hoàn thành được
các cái mục tiêu và dư được số đạn. Các đồng chí đồng đội trước bắn hạ hết các mục tiêu thì chúng tôi phía sau thì càng có thêm động lực để bắn. So với lần luyện tập và được bắn hiệu chỉnh súng thì các đồng chí ngày hôm nay bắn khá là tốt và đạt kết quả là tương đối so với yêu cầu đề ra. Đội tuyển binh chủng hoàn thành chặng thi đấu thứ hai với thời gian thi đấu thực tế là 15 phút 01 giây 09. Họ được trừ 5 phút 12 giây 47 thời gian khắc phục bia. Họ bị phạt thêm 30 giây khi số 4 không đóng khóa an toàn khi về đích. Họ bị cộng 15 giây khi số 1 khám súng để rơi đạn. Họ bị cộng thêm 30 giây khi số 6 bắn nhầm mục tiêu. Đội tuyển binh chủng được trừ 170 giây với 34 viên đạn AK còn thừa và tổng thời gian của đội tuyển binh chủng trong chặng thi đấu thứ hai là 8 phút 13 giây 62. Và đội tuyển binh chủng hoàn thành cả hai chặng thi đấu ở trong lượt đi vòng loại đầu tiên chương trình quân khu số 1 thách đấu với thời gian là 35 phút 27 giây 81. Liệu binh chủng có khả năng vào được không? Chị đang ở top 3 đội cuối cùng. Top 3 server. Chúng ta cũng hy vọng là vẫn còn lượt về. Và với lượt về thì có thể là binh chủng sẽ còn lấy lại được cái phong độ chăng? Vâng. Vâng. Ta cùng nhau hy vọng là đội binh chủng sẽ tạo nên kỳ tích. Vâng. Trong lượt về của vòng thi đấu thứ nhất thách đấu. Vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã vừa nhắc tới chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947. Đây là trận tiến công trong phản công trên trận địa địa hình vùng núi đầu tiên của quân đội ta. Khi ấy quân đội ta mới có 3 tuổi nhưng đã lập nên chiến công hiển hách như vậy. Chính là bởi vì dựa vào thế trận lòng dân, dựa vào nhân dân, như nhà thơ Tố Hữu có viết: nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh tây. Núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Rừng và núi đã tượng trưng cho thế trận lòng dân, cho cuộc chiến tranh nhân dân, toàn diện mà quân đội ta đã phát động. Và đội tuyển binh chủng ngày hôm nay của chúng ta sau khi chặng thi thứ hai kết thúc thì họ cũng đã níu lại được một cơ hội rất là lớn để giành được một tấm vé để lọt vòng tiếp theo của chúng ta. Với chương trình quân khu số 1 thách đấu, chúng ta không chỉ theo dõi những đội tuyển tinh nhuệ thể hiện sự nỗ lực của mình trên thao trường, chúng ta còn được ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 80 năm của quân đội ta. Vì vậy, hãy theo dõi đừng bỏ qua chương trình phát sóng vào 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần với tên gọi là Quân khu số 1 thách đấu. Vâng, chúng ta cũng đã được tổ trọng tài thông báo là viên đạn đầu tiên thì trúng mục tiêu, viên đạn thứ hai thì chưa trúng và viên đạn thứ ba chúng ta có thể thấy lệch trái. Wow, tuyệt vời. Chiến sĩ công binh của chúng ta đã bắn rơi ngay một mục tiêu. Tốc độ của đội tuyển binh chủng đang được đẩy nhanh lên bởi sau trạng thi đầu tiên thì họ đã chấp lại như ở trong trạng thi thứ hai này. Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Thật tuyệt vời, 3 viên, 3 mục tiêu. Viên thứ hai, viên thứ hai. Tuyệt vời. Chúng luôn đi. Như vậy là một vận động viên đã bị nhầm đường, cũng cao hơn. May quá, các đồng chí đã kịp thời nhận ra và quay lại. Đây là sự nóng lòng. Dạ vâng. Vâng, cũng có đã trở về. Vâng. Hoan nghênh đội binh chủng và BOTA.